Tam Thiếu Thái Tử. Bình thân Tạ ơn Thái Tử. Bây giờ Thuận Trị đã băng hà, con thứ ba của hắn. Ái Tân giác la quyền diệp cái gì, đối niên hiệu là Khang Hy. Khang Hy chỉ là đứa trẻ 8 tuổi. Triều chính thật ra nằm trong tay 4 vị phò chính đại thần. 4 vị đại thần này lại có thế lực riêng, đấu đá lẫn nhau. Còn Ngô Tam Quế lại đối đầu với họ. Vì vậy sau này chúng ta vẫn còn cơ hội tốt để có thể phục quốc. Mong mọi người đừng ngã lòng. Bây giờ ta tuyên bố di chiếu của tiền đế, định thân cho thái tử và con gái của ta. Sau này huyết mạch của hoàng thất Đại Minh phải nhờ vào họ để tiếp nối. Di Quan, con qua đi. Nghĩa phụ đã từng nói với con, Tấn Dương mới là cha ruột của con. Ngoan đi, bao qua nói với cha ruột của con. Kể từ bây giờ hai đứa phải yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Sau này sự nghiệp phục quốc phải nhờ vào hai đứa. Nghe đây các con, kể từ hôm nay các vị sư phụ ở đây sẽ huấn luyện các con thật nghiêm ngặt. Các sư phụ sẽ truyền lại cho các con toàn bộ tuyệt học mà các sư phụ đã học được. Dạ. Vậy là sau này mình hết được đi chơi rồi. Không được nói chuyện. Ta phụ trách dạy cho các con về binh pháp, chiến lược, chiến thuật. Ta sẽ dạy cho các con các dạng kỹ năng và các loại binh khí. Ta sẽ dạy cho các con y thuật và cả thuật dùng độc. Ta sẽ dạy các con tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thi họa và thiên văn địa lý. Ta sẽ dạy các con các kỹ nghệ khác, dịch dung đổi giọng, thu mình biến dạng. Còn ta sẽ dạy các con công phu ám khí cùng với chế tạo phá giải các cơ quan. Hả? Học nhiều thứ như vậy chưa học đã muốn xỉu rồi. Vị quan muội muội, chúng ta là hy vọng cuối cùng của Đại Minh, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn để làm gương cho mọi người noi theo chứ. Muội không được giống như trước kia ham ăn ham chơi, lười biếng học hành, có nhớ chưa? Mặc kệ muội, huynh là gì mà lên tiếng? Muội là thê tử tương lai của ta nên ta có quyền lên tiếng. Sau này lớn lên muội sẽ không lấy người nhàm chán như huynh. Ủa, huynh có thấy đồ của muội ở đâu không? Cái đó không phải là của muội sao? Ngũ sư phụ, mặt nạ này là do con làm, là vị quan lấy trộm của con. Huynh xem, vị quan lười biếng không muốn làm bài tập còn lấy trộm của các bạn khác, nộp cho tôi. Lúc lên lớn, vị quan còn dám giả bệnh nữa. Nhà đầu vị quan này thông minh hơn mấy đứa khác, chỉ cần chịu cố gắng, tiền đồ sẽ vô hạn. Lần nào cũng như vậy, nhận lỗi thì nhanh lắm, nhưng vừa quay đi thì vẫn đâu vào đó, y như cũ. Vị quan, bắt đầu từ ngày mai, người khác luyện tập một canh giờ, con phải luyện tập hai canh giờ. Người khác thì tập một bài, còn con phải tập hai bài. Con như vậy không xứng làm con gái của Tấn Dương. Sau này làm sao trông mong vợ con được nữa. Vị quan, đừng làm ta thất vọng. Này sau này phải cố gắng hơn. Vị quan. Bệnh của vị quan, bệnh của vị quan có khởi sắc không? Nhà đầu này lúc vừa mới chào đời đã phải nằm dưới đất, lại còn dầm mưa cả một đêm nên mới có chứng bệnh đau đầu.
tôi đã dùng mọi cách, chỉ có thể làm dịu lại, không thể chữa khỏi. Hoàng Di là ta đã hại con. Thật ra bệnh của Hoàng Di cũng không phải không thể chữa, nhưng mà phải tìm được loại thuốc dẫn đặc biệt. Thuốc dẫn gì? Sư phụ tôi từng nói, mọi chứng bệnh khó chữa trên đời đều có liên quan đến số kiếp của mỗi cá nhân. Muốn phá được kiếp số thì cần phải có quý nhân giúp sức. Nếu như có được Long Châu làm thuốc dẫn, có lẽ sẽ chữa khỏi chứng đau đầu mà Quang Nhi đang bị. Long Châu? Phải, Long Châu. Long Châu chính là nước mắt của hoàng đế. Thiếp từng nghe người trong nhân gian kể về câu chuyện Dương Gia Tướng. Tương truyền năm xưa Dương Lục Lan lâm bệnh không thể xuất chinh, cần có Long Tu Phụng Phát mới có thể chữa. Long Tu là rau của hoàng đế, còn Phụng Phát chính là tóc của Tiêu Thái Hậu Niết Liên. Sau đó Mạnh Lương Tiêu Tán tìm đủ mọi cách lấy được tóc của Tiêu Thái Hậu, chữa khỏi bệnh cho Dương Lục Lan. Nhưng mà bây giờ Đại Minh đã bị diệt, trước khi được phục quốc, thái tử cũng không được xem là thiên tử. Không lẽ chỉ có nước mắt của Ái Tần Giác La Quyền Diệp mới được gọi là Long Châu? Nhưng từ xưa đến nay đâu có vị hoàng đế nào dễ dàng rơi lệ. Cho dù có Long Châu, chúng ta làm sao lấy được nó để chữa bệnh cho Quan Nhi? Nghĩa phụ, các vị sư phụ, mọi người không cần lo lắng đâu. Sau này con sẽ không phụ Đại Minh bước lên ngôi vua. Nếu như quan muội cần Long Châu, con sẽ cho muội ấy. Thái tử có chí hướng như vậy, đó là sự may mắn của Đại Minh ta. Thật ra chuyện dùng Long Châu chữa bệnh chẳng qua cũng chỉ là quyền học trong y gia, đừng xem là thật. Các con tiếp tục luyện, sau một canh giờ nữa mới được phép nghỉ ngơi. Nhị sư phụ, tại sao tiểu sư muội không cần tập? Sức khỏe của dị quan không tốt, Tấn Dương đã nói, ngoại trừ những môn hộ thân như khinh công ám khí dùng độc dịch dung, dị quan muốn tập bao nhiêu thì tập. Các con tập tiếp đi. Nên đã chuẩn bị trước. Người đem tất cả kim ngân châu báu trong cung và trong quốc khố, để chúng vào chung một chỗ, sai tâm phúc của mình đi chôn ở một nơi bí mật, rồi tháo ra một tập bản đồ kho báu.
kho báu. Tìm được nó chẳng phải giàu to rồi sao? Ngoài những kho báu dùng để khôi phục đại minh này ra, Sung Trinh hoàng đế còn bí mật xây dựng 3 cứ địa. Mà cứ địa đầu tiên bây giờ ở Đài Loan do Diên Bình Dương Trịnh Kinh lãnh đạo. Cứ địa thứ hai là Minh Châu Cốc chúng ta, do ta và cốc chủ Trần Thắng Nam lãnh đạo. Cứ địa thứ ba càng bí mật, cả ta cũng không được biết. Sung Trinh hoàng đế đem tài liệu của 3 cứ địa và cả danh sách nghệ sĩ đại minh mai phục ở khắp nơi trên cả nước, làm thành một tờ sơ nhỏ. Tấn Diên, bây giờ các tráp đồng đang ở đâu? Sau khi quân Thanh đánh vào, rất có thể tráp đồng đã rơi vào tay của quân Thanh. Nhưng mà chúng không biết bí mật ở trong hộp. Năm đó Sùng Trinh hoàng đế tập hợp tất cả thợ thủ công giỏi nhất đại minh, tạo ra 3 cơ quan ngầm trong tráp đồng. Muốn mở được tráp đồng ra, phải tra đồng thời 3 chìa khóa vàng mới mở ra được. Nếu không có đủ chìa khóa mà vẫn cố ý mở tráp đồng ra, sẽ động đến cơ quan ở trong tráp. Bản đồ kho báu và danh sách đều sẽ bị tiêu hủy. Vậy 3 chiếc chìa khóa vàng đó, chìa khóa vàng số 3 bên trên có trang sức phỉ thúy, nằm trong tay Diên Bình Dương Trịnh Kinh ở Đài Loan. Chìa khóa vàng thứ 2 thì có trang sức mã não, lúc đầu là Trương Hiến Trung giữ, sau này đã rơi vào tay của ta. Còn chìa khóa vàng số 1 thì có bạch ngọc ở bên trên, do Vĩnh Lịch Đế cất giấu. Năm đó phụ hoàng con đã bị Ngô Tâm Quế giết. Chìa khóa vàng số 1 chắc rơi vào tay của Ngô Tâm Quế, chỉ là không biết giao cho nhà Thanh chưa. Lần này ra khỏi cốc có 2 nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất, bằng mọi giá phải tìm được cái tráp đồng và chìa khóa. Thứ hai, liên lạc nghĩa sĩ trong giang hồ, lợi dụng và mâu thuẫn giữa Ngạo Bá và Khang Hy, khích cho trong triều nội loạn. Các sư phụ yên tâm, Đồ Nhi sẽ dốc hết sức lực cố gắng hoàn thành 2 nhiệm vụ này. Tục, lần này ra ngoài hành động tất cả phải nghe theo lời của Thái tử. Thái tử, con không nên dùng thân phận thật Chu Từ Quyên mà phải đổi thành Lý Kim Khanh. Mọi người cũng đừng gọi là Thái tử mà gọi là Đại sư huynh. Con hiểu chưa? Ừ, con nhớ rồi. Cả 2 nhiệm vụ đều phải tới kinh thành. Mọi người về thu xếp, sáng mai xuất phát. Vào kinh thành sao? Tốt quá. Từ nhỏ tới lớn muội nghe nói kinh thành là nơi phồn hoa nhất. Muội đi với. Con không được đi. Tại sao vậy? Bình thường không chịu học võ, chỉ lo đi chơi. Võ công ám khí, kỳ môn bát quái, thập bát bàn võ nghệ chưa biết qua loa. Cho nên con phải ở lại cùng với các sư đệ sư muội tiếp tục học võ luyện công. Như vậy không công bằng. Trời ơi cha cho con đi đi mà. Con ở hoài trong cốc sẽ chết vì buồn đó cha. Cha cho con đi chung với Chu ca ca, Tuyết tỷ tỷ, có được không hả cha? Đúng đó sư phụ à. Hay là người cho dì Quang đi với tụi con đi. Dạ đúng đó, người cho dì Quang đi đi. Đại sư phụ, cho tiểu sư muội đi với con đi. Cha. Thái tử, hành động lần này do con phụ trách. Để dì Quan ở lại trong cốc, hãy đi theo tụi con chấp hành nhiệm vụ sẽ do con tự quyết định. Chu ca ca, từ nhỏ tới lớn huynh là người thương muội nhất, huynh nhất định sẽ cho muội đi đúng không hả? Quan muội à, 2 nhiệm vụ mà lần này phải thực hiện vô cùng quan trọng. Ta phải lo cho đại cục, lo cái an nguy của muội nữa. Cho nên muội ngoan ngoãn ở lại đi, tiếp tục ngao du sơn thủy, chơi vui vẻ đi. Chờ ta về mang quà cho muội nha. Thưa cha, thưa các vị sư phụ, vị quan trước giờ thẳng thắn bộc trực, chỉ mong ăn món ngon trong thiên hạ, mặc những bộ y phục thật đẹp, còn mong tìm được dược liệu quý, làm băng cơ trước phúng dưỡng nhan cao, chữa khuôn mặt cho Thiết Ảnh tỷ. Hy vọng các vị sư trưởng thứ lỗi cho vị quan tự ý bỏ đi. Chờ thực hiện xong 3 điều này, vị quan sẽ trở về cốc cam tâm chịu phạt. Huh?